Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày mùng 5 tháng 3. Hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy rằng là đồng đô la Mỹ thì biến động tương đối là ít. Tuy nhiên các cái tài sản liên quan thì lại có những cái độ biến động rất là nhiều. Mọi người có thể nhận thấy điển hình đặc trưng, thí dụ như là thị trường vàng. Chúng ta nhận thấy vàng có một cái phiên giao dịch rất là hưng phấn và ngày hôm qua đã là ngày thứ hai liên tiếp chúng ta nhận thấy thị trường vàng có cái sự tăng trưởng rất là bứt phá. Cũng như là tài sản, một tài sản số khác liên quan đó chính là Bitcoin chúng ta nhận thấy có cái sự tăng trưởng hết sức là mạnh mẽ. Và bên cạnh đó thì chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ S&P 500. Mặc dù ngày hôm qua không có biến động quá nhiều, nhưng về cơ bản thì những cái phiên trước đây gần đây cũng như là cái phiên trước đến gần nhất là trước đó thì đã có cái sự tăng trưởng rất là bứt phá. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến cái sự tăng trưởng bứt phá của các cái lớp tài sản này thì mình vừa mới khảo sát và có lẽ rằng là liên quan đến một cái động thái chính sách tiền tệ của cục giới chức liên bang trong những cái phát biểu gần đây đó chính là của phó chủ tịch uh, Fed Waller chúng ta nhận thấy rằng là uh, thị trường đang đồn đoán về một cái kịch bản đó là một cái động thái chính sách có tên gọi đó là reserve operation twist thì điều này có nghĩa là gì chúng ta biết rằng là đây là một trong những cái uh, cái cái chính sách tiền tệ mà Fed đã sử từng sử dụng trước đây và lần này nếu như có sử dụng sẽ là lần thứ ba họ sử dụng cái công cụ chính sách này đó là liên quan đến cái bảng cân đối tài sản của Fed thì chúng ta biết rằng là ở trên bảng cân đối tài sản của Fed đó thì hiện tại nó bao gồm các cái loại trái phiếu từ dài hạn đến ngắn hạn đúng không ạ và cái bối cảnh hiện tại thì chúng ta biết rằng là một đường cong lợi tức vẫn đang trong cái xu hướng đảo ngược có nghĩa rằng là lãi suất ở trong cái kỳ hạn ngắn đó, thì đang cao hơn lãi suất ở các cái kỳ hạn dài chúng ta thấy trên màn hình đây cái đường màu đỏ đó, À, chúng ta nhận thấy các cái lợi tức trái phiếu kỳ hạn ở các cái kỳ hạn dưới 2 năm rất là cao đó duy trì trên 4,65 nhưng lợi tức trái phiếu kỳ hạn từ trên 20 năm ấy, thì uh, duy trì ở phía bên dưới 4,65. Chúng ta nhận thấy rằng là như vậy đang có một cái sự đảo ngược. Như vậy làm cách nào để cho đây là một cái sự bất hợp lý trong cái thị trường tài chính và điều này đã diễn ra khá là lâu rồi đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là làm sao để vậy làm sao để cho cái bình thường hóa lại cái đường cong lợi tức này tức là đẩy cái lợi tức trái phiếu ở kỳ hạn ngắn xuống thấp và đẩy lợi tức trái phiếu kỳ hạn dài lên cao á thì Waller có đề cập đến một cái công cụ chính sách đó chính là uh, reserve operation twist thì uh, cái động thái chính sách này nghĩa là như nào họ sẽ uh, dùng cái uh, tức là cái quy mô bằng cân đối tài sản họ vẫn sẽ giữ nguyên thế nhưng mà họ sẽ bằng cái cách đó chính là họ sẽ bán ra các cái trái phiếu ở các cái kỳ hạn ngắn bán ra trái phiếu kỳ hạn ngắn và mua vào các cái trái phiếu ở các kỳ hạn dài chúng ta biết rằng bán ra trái phiếu kỳ hạn ngắn thì có cái tác dụng đó là gì đẩy cái lãi cái lãi suất ngắn hạn này xuống thấp đồng thời mua trái phiếu kỳ hạn dài thì sẽ nâng cái lãi suất ở các cái kỳ hạn dài đi lên tại vì chúng ta biết rằng là lãi suất lợi tức trái phiếu cùng với giá của nó là một cái quan hệ nghịch đúng không ạ như vậy thì có thể sẽ làm bình thường hóa cái đường cong lợi tức này mà không thật sự thay đổi cái quy mô của bảng cân đối tài sản của fed chúng ta biết rằng là cái bảng cân đối tài sản của fed thì trong những cái ngày gần đây á, họ đã liên tục có cái xu hướng đó là giảm xuống thế thì waller đề cập đến một cái công cụ là họ không nhất thiết phải giảm xuống cái bảng cân đối tài sản này mà vẫn có thể làm giảm cái lãi suất dài hạn trong nền kinh tế chúng ta nhận thấy đúng không ạ họ liên tục có xu hướng giảm xuống như này giảm xuống như thế này có nghĩa rằng họ bán tài sản ra và thu hút đồng đô đồ quay trở lại làm cho đồng tức là làm một trong những cái chính sách tiền tệ cứng rắn làm cho đồng đô trở nên khan hiếm hơn vậy thì họ có một cái công cụ chính sách đó là gì ạ không nhất thiết phải thu hút đồng đô thật sự quay trở lại nền kinh vào trong cái bảng cân đối của họ mà vẫn có thể làm giảm lãi suất dài hạn trong cái nền kinh tế xuống bằng cái cách đó là gì ạ mua các cái loại tài sản ngắn hạn và à, xin lỗi bán ra các loại tài sản ngắn hạn và mua vào các cái loại eh, tài sản dài hạn thành ra là cái quy mô tài sản này có thể sẽ đi ngang thế nhưng cái lãi suất ấy cái sẽ suất đầu dài hạn này thì vẫn sẽ giảm xuống và có tác động chung nghĩa là làm lãi suất cho dài hạn trong cái nền kinh tế sẽ giảm xuống và điều đó thì thật sự là sẽ rất bullish cho các cái lớp tài sản thí dụ như là vàng cho nên chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ mặc dù đồng đô la mỹ thì đồng đô la mỹ trong lưu thông sẽ không có thật sự thay đổi nhiều đúng không ạ và điều đó thì chúng ta nhận thấy rằng đồng đô la mỹ trong những cái phiên gần đây á, thì không có thật sự quá là thay đổi đúng không ạ Uh, chúng ta chờ mạng loát một chút nha nó hơi chậm. Uh, chúng ta thấy rằng đồng đô đồ la Mỹ không có thực sự quá thay đổi. Nhưng cái điểm khác khác biệt ở đây đó là gì ạ? Chúng ta thấy rằng đó là đây, đồng đô đồ la Mỹ thì không có thay đổi quá nhiều trong những cái phiên gần đây. ở uh, cái um, chúng ta nhìn trên cái farm time frame đó là H4. Nhưng tuy nhiên thì lợi tức trái phiếu chúng ta nhận thấy có có sự biến động ngược chiều nhau. Đó là lợi tức trái phiếu kỳ hạn ngắn á, thì có cái xu hướng tăng lên chúng ta nhận thấy lợi tức trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng uh, có xu hướng tăng trong phiên qua nhưng lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm á thì lại có cái xu hướng giảm xuống đúng không ạ? Đấy, cho nên rằng là với một cái biện pháp chính sách mà Waller đang đề xuất như thế này á thì thị trường đang khá là hưng phấn hiện tại, đang khá hưng phấn hiện tại. Đặc biệt là các cái lớp tài sản rủi ro tại vì chúng ta biết rằng lãi suất dài hạn có cái xu hướng là giảm xuống. Nếu như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Mặc dù đồng đô la Mỹ có thể sẽ ít biến động nhưng các cái lớp tài sản rủi ro và các cái đồng tiền tệ G7 liên quan có thể cũng sẽ nhận được cái xu hướng đi lên. Tất nhiên là chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? thời điểm hiện tại thì đó mới chỉ là đề xuất của một thành viên thuộc FOMC mà thôi chúng ta vẫn chưa có cái thông báo chính thức đến từ cục dự trữ liên bang như là một cái biên bản cuộc họp hay là một cái phát biểu mang tính chính danh hơn vào cái tối ngày thứ tư tuần này đó chính là cái phát biểu của chủ tịch Powell đúng không ạ vào trước cái lương viện Hoa Kỳ. Thành ra mà nói thì theo đánh giá cá nhân của mình biến động mạnh trên chỉ số DXY có thể sẽ chưa thật sự xuất hiện. Nó sẽ vẫn chỉ loanh quanh cái khu vực hỗ trợ 103.8, 104 này mà thôi. Trước khi mà nó thật sự có cái sự bứt phá xác lập một cái xu hướng đi lên hoặc là đi xuống đúng không ạ? Trong những ngày gần đây á, thì chúng ta đi gặp đến một cái uh, động thái nó đồng đô la Mỹ có thể sẽ có cái động thái đi lên từ cái quan điểm đó là Fed sẽ trì hoãn cái chính sách tiền tệ của mình Nhưng tuy nhiên cho đến cái thời điểm hiện tại thì có thể sẽ có những cái động thái chính sách tiền tệ bổ sung giống như là Waller đề xuất như vậy Thì rất có thể cái xu hướng của đồng đô đồ cũng thể sẽ cần cái sự cập nhật trở lại Nhưng trước mắt trong ngắn hạn thì chúng ta nhận thấy rằng là gì có thể nó sẽ chết đinh sideways trong cái khu vực này một thời gian nữa có thể thậm chí sau cả cái phiên điều trần này để chờ đến cái biên bản cuộc họp uh, FOMC của tháng 3 để thị trường nhận ra những cái manh mối Thật sự là rõ ràng hơn. Còn trước mắt thì chúng ta có thể sẽ trading ra sideways trong cái biên độ uh, của cái chỉ số DXY từ 103.7 đến khoảng 104.2 nha. Trong cái bối cảnh đó thì uh, chúng ta sẽ uh, tùy vào cái vị thế của các cái biểu đồ cặp tiền G7 mà tìm kiếm cái cơ hội uh, giao dịch scalping uh, phù hợp hơn. Với euro usd chúng ta vẫn có thể ưu tiên cái cơ hội bán xuống trong cái ngày hôm nay từ cái khu vực kháng cự là 1.0608 uh, 1.0860 đúng không ạ? Nếu như cái khu vực này ngày hôm nay chuyển xuống time frame, những cái time frame như là M15 phút xuất hiện các cái tín hiệu nến bán xuống thì chúng ta có thể sẽ kích hoạt vị thế bán, Thí dụ như các cái mô hình ví dụ là M formation đúng không ạ? Chúng ta có thể scalping bán xuống Uh, với cái um, uh, kỳ vọng đạt được cái mức biến độ trung bình hàng ngày chẳng hạn chúng ta có thể mở cái công cụ uh, tính biến độ trung bình hàng ngày của investing ra uh, thí dụ eu một ngày nó sẽ biến động trung bình khoảng chừng 57 pip như vậy chúng ta có thể dự, ước, ước chừng cái dịch chuyển của nó từ mức cao đến mức thấp đó khoảng chừng 50 pip là có thể sẽ đạt được nha GBP USD thì sao mọi người có thể nhận thấy rằng Uh, các tiền này ngày hôm qua tăng trưởng khá là mạnh Nhưng tuy nhiên hiện tại á, thì đang đụng đến một cái vùng kháng cự khá là cứng Đó là 1.27 1.27 cũng là một con số round number rất là đáng chú ý Cho nên nếu như tại vùng này mà xuất hiện các cái mẫu nền bàn xuống Chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bàn xuống đối với đồng bảng Chúng ta chuyển xuống cái time frame 15 phút Để tìm kiếm các cái mô hình nền bàn xuống Thí dụ như là M formation hoặc là HNS formation đúng không ạ Breakout tạo ra cái vai trái đúng không ạ Vai phải đúng không ạ Phần đầu đúng không ạ vai trái đúng không ạ? Right Breakout đường viên cổ, chúng ta có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống. Đó là một trong những cái mẫu hình bán xuống trong ngày hoặc là mẫu nến như em formation đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống trong ngày nha. À, AUD cùng với lại à, hai cái đồng tiền hàng hóa khác đó là New Zealand và USD CAD thì sao? Mọi người nhìn thấy rằng đô la Úc ngày hôm qua đã có cái sự điều chỉnh theo cái chiều hướng đi xuống khá là mạnh đúng không ạ? Khá là mạnh. Uh, sau một cái ngày tăng giá trước đó của cái phiên th thứ sáu của tuần trước đúng không ạ đô la new zealand thì cũng tương tự như vậy chúng ta nhận thấy rằng là một cái ngày uh, hơi là ít biến động nhưng về cơ bản thì xu hướng giá xuống vẫn đang được duy trì và có lẽ như cái đề cập trong cái bản tin của ngày hôm qua thì thị trường hiện tại đang uh, đấu tranh giữa hai cái, uh, cái xu hướng chính một đó là cái việc đồng đô la mỹ có cái khả năng tăng trở lại từ cái uh, phát biểu cái phiên điều trần của chủ tịch powell Uh, liên quan về cái việc có thể có cái động thái chi hoãn chính sách tiền tệ tất nhiên chúng ta chưa nói đến cái động thái như là waller đề xuất đúng không ạ và hai nữa chúng ta biết rằng đó là cái thị trường dầu đúng không ạ? Dầu thời gian gần đây có sự tăng trưởng bứt phá và ngày hôm qua thì đã đang quay trở lại retest. Nếu như retest thành công được cái vùng 78.3 này mà quay trở lại cái xu hướng tăng trưởng, có thể sẽ là một lực đỡ cho các cái đồng tiền hàng hóa này nha. Nhưng tuy nhiên với cái vị thế biểu đồ hiện tại á, thì mình vẫn thiên về cái kịch bản là bán xuống nhiều hơn so với lại cái kịch bản mua lên. Đối với đô la Úc có thể sẽ hướng trở lại cái vùng đáy cũ. Chúng ta không kỳ vọng biến động quá là nhiều đúng không ạ? 0.6490 đúng không ạ? một cái mức biến động khá là thấp nếu như có thể break out vùng này retest chúng ta sẽ bán xuống cái đáy hỗ trợ tiếp theo nha đô la New Zealand thì sao là một cái phiên trading sideways mà thôi thay ra mà nói chúng ta có thể sẽ kỳ vọng đô la New Zealand sẽ hướng về cái khu vực hỗ trợ cũ là 0.6050 này nha USD CAD thì tổng thể chúng ta biết rằng nó là gì ạ? Thật sự mà nói thì biểu đồ của USD CAD vẫn là một trong những biểu đồ khá là bullish khi mà nó break out được cái khu vực trading sideways diễn ra khá là lâu đúng không ạ? Hiện tại thì nó đang đụng đến cái khu vực kháng cự 1.3570 Thành ra mà nói thì cái quá trình retest chỗ này mà thành công á Thì có thể USD CAD sẽ cất cánh đi lên cao hơn nữa Đúng không ạ ờ, Nhưng tuy nhiên thì cái tâm lý của thị trường hiện tại Thì chúng ta nhận thấy rằng là về phía đồng đô thì vẫn khá là bullish Nhưng về thị trường hàng hóa Đặc biệt là đồng đô la Canada với thị trường dầu Rất là mạnh cái thông tin đến từ OPEC cộng về cái việc gia hạn cái thời điểm gia hạn cái thời gian cắt giảm cắt giảm sản lượng đến hết quý 2 này á thì chúng ta biết rằng đó là một cái thông tin rất là tốt cho cái thị trường dầu và rất có thể sẽ là động lực hỗ trợ cho đô la Canada. Thành ra mà nói thì cái mức độ bullish đối với cặp tiền này, tức là USD CAD đi lên á thì cũng không quá là mạnh mẽ như là cái thời gian trước đây nữa. Chúng ta có thể sẽ cần thêm một thời gian quan sát xem thị trường phản ứng như thế nào tại cái khu vực kháng cự 1.35 này nha. À, USD CAD thì sao mọi người có thể nhận thấy rằng là gì ạ? Hôm qua là một cái ngày mà đồng franc Thụy Sĩ gần như là tâm điểm chú ý của thị trường khi mà biến động hầu hết trên các cái cặp tiền franc Thụy Sĩ khá là nhiều với cái thông tin liên quan đến cái dữ liệu CPI của ở à, Sĩ được công bố. Theo đó thì chúng ta nhận thấy rằng CPI của Thụy Sĩ có xu hướng tăng mạnh trở lại hơn so với cái ước đoán tháng vừa rồi á thì kỳ vọng là tăng 0,5 nhưng thực tế thì lên đến 0,6%. Và điều đó thì ban đầu đã đẩy cái phong Thụy Sĩ đi xuống thấp nhưng đến cuối phiên cuối phiên đầu ấy thì chúng ta nhận thấy rằng là đà tăng bị mất hết và gần như là phong Thụy Sĩ trở thành một trong những cái đồng tiền yếu. Theo như đánh giá cá nhân của mình thì có thể USD sẽ sẽ còn tiếp tục theo cái chiều hướng tiếp tục đi lên nữa. Trước mắt có thể sẽ clear được cái khu vực 88 80 và retest để tìm kiếm những cái vùng giá cao hơn nha Thị trường vàng thì chúng ta biết rằng là với cái động thái chính sách tiền tệ tiềm ẩn có thể đến từ Fed như vậy Chúng ta biết rằng lãi suất dài hạn của nền kinh tế có thể sẽ đi xuống Và chúng ta biết rằng ngay cả khi không có operating twist Thì cái dự kiến của Fed hiện tại nó là gì ạ? Sang đến cái quý 2 kết thúc cái quý 2 họ vẫn có thể sẽ bước vào cái lộ trình cắt giảm lãi suất mà điều đó sẽ thật sự làm lãi suất trong nền kinh tế hay là lợi tức hay bond yield có cái xu hướng là sẽ đi xuống Thành ra mà nói thì rất có thể vàng sẽ còn kích hoạt cái làn sóng tăng giá nhiều hơn nữa trong cái thời gian tới Biểu đồ hiện tại này thì gợi ý cho cái kịch bản đó là vàng sẽ retest trở lại cái khu vực 2080 Trước khi mà uh, quay trở lại cái xu hướng bứt phá và đi lên nha Chỉ số chứng khoán S&P 500 thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ uh, Sau khi phá vỡ vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại thì S&P 500 liên tục có những cái xu hướng đi lên rất là rõ nét Và biểu đồ hiện tại thì chúng ta nhận thấy rằng nó là gì ạ cũng rất là khó để cho chúng ta tìm được một cái uh, target hay là cái mục tiêu rằng là S&P 500 sẽ hướng đến khu vực nào đúng không ạ? Chúng ta chỉ có thể canh tìm các cái khu vực mua lên khi mà nó quay trở lại retest các khu vực hỗ trợ. Ví dụ biểu đồ hiện tại thì có thể sẽ retest trở lại 1 5 120 đúng không ạ? Nếu như retest được đến cái khu vực này và xuất hiện các cái mẫu nến mua lên thì chúng ta sẽ kích hoạt cái vị thế mua lên và cái stop loss bật bên dưới cái mô hình đó mà thôi đúng không ạ còn cái target thì có thể chúng ta sẽ chia ra tùy khẩu vị rủi ro thì read your work bằng một read your work bằng hai hoặc thậm chí là sử dụng các cái Fibonacci uh, extension tức là các cái mốc mở rộng của Fibonacci để đem ra đo còn chúng ta nhận thấy rằng hiện tại thì không có một khu vực kháng cự đâu cả tại vì giá đã Uh, breakout các cái vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại chúng ta không biết cái target tiếp theo sẽ hướng đến cái khu vực nào. Thành ra mà nói thì chỉ có thể link khi mà giá hướng về các cái khu vực hỗ trợ gần nhất mà thôi. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày